đấy đâu. Mẹ dễ. Bà đi làm công ai gánh sau mà cho mấy cái chị hoa mà bắt mẹ tìm đi xem số tiền ở đấy mà dễ. Nó dễ mà nó nhưng mà bài mẹ bài bài nhiều. Ừ. Đấy hôm sau bài nhé, bên chị hoa còn mẹ tìm mắt. Có bắt đầu rồi. Ngoài dễ rồi. Dễ mà dù dễ thật nhưng mà với đấy thằng tốt thì mày nó mong là công học đòi nghi. Đấy là cô sẽ bước vào cô lên làm sẽ cho bài dễ dễ. Mày cứ gáy lắm mà. Nên đối với mấy thằng nhưng mà đối với thằng cấp thì nó họ là chất không thể. Gáy sớm ăn gì? Của anh làm được. Là làm nào? Rồi, chúng ta chuyển đến cái công văn 15. Công văn 15 rồi, đúng không ạ? Đã xem nội rồi. Hôm nay chúng ta sẽ sang tiếp đến công văn 16 ấy. Đại kỹ năng chữa được rất nhiều đúng không? Trang 7 nha. Bắt đầu nha, bắt đầu chữa luôn này. Tổng là 42, có đáp 42 không? Có đáp quanh của 42.
chưa? Rồi, chúng ta sang câu tiếp theo. Câu 39. Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số khác nhau nhé? Rồi, chúng ta sang tiếp nhé, để xóa lại một chút. Rồi, bây giờ mình sang đến cái câu 39 đúng không? Đã, câu 39 nhé. Rồi, từ cái bộ nguồn là 0, 1, 2, 3, 4, 5 nhé. Đây là bộ nguồn này. Được chưa? 0, 1, 2, 4, 5. Người ta yêu cầu là có thể lập được bao nhiêu số lẻ gồm có 4 chữ số nhé. Được chưa? Lẻ và 4 chữ số khác nhau đúng không? Lẻ này, 4 chữ số này khác nhau. Được chưa? Lẻ và 4 chữ số khác nhau. Ok, như vậy chúng ta sẽ gọi cái số này học cái dạng là ABCD. Được chưa? Đấy. Thế thì do nó là cái số lẻ rồi đúng không ạ? Nên ta phải ưu tiên chọn D trước nha mọi người nhé. D thì ta sẽ có 1, 2 và 3 cách đúng không ạ? D có 3 cách. Bây giờ ta chọn sang A nha mọi người nhé. A, bây giờ mọi người nhớ là bài này yêu cầu khác nhau, ta phải chọn ghi vào luôn nhé. Ví dụ tôi chọn D là cái số nằm này, được chưa? Thì A của ta sẽ có là 1, 2, 3 và 4 cách. Đúng không ạ? B có mấy ạ? B có mấy ạ? B có 3 có 4 cách. Bởi vì B được chọn lại không đúng không ạ? À, C có 3 rồi, vậy cho cái tăng nhân với nhau đúng không? Nào, cái này là 9 này, đúng không? 9 nhân 16 bao nhiêu nhỉ? Chắc hơi to. 9 nhân 16 à? Nhân đi các ông đấy mình tính ra 144. 144, ok rồi. 144, có số nào 144 không? C. Ok, rồi. Đấy. Rồi, câu 40, từ các chữ số 0 và 1, 5 có thể là được bao nhiêu số chắc 14 chữ số khác nhau. Rồi, vẫn là cái dữ kiện 0, 1, 2, 4, 5 đúng không ạ? Được chưa? Đấy, nhưng bây giờ người ta yêu cầu chúng ta lập chẵn này. Được chưa? Chẵn này. Yeah. 4 chữ số này và yêu cầu khác nhau, đúng không ạ? Chẵn là 4 chữ số thì còn khác nhau nữa. Vậy ta sẽ gọi cái số này có cái dạng ABCD. Ta gọi cái số này có cái dạng ABCD. Đầu tiên thì ta sẽ thấy rằng là nếu mà người ta yêu cầu mình chẵn ấy, đúng không? Thì bài này nó có số 0 nên ta bắt buộc phải xét riêng trường hợp, đúng không ạ? Được chưa? Trường hợp 1. Trường hợp 1 đó là mọi người để cho anh đó là cái gì? Để cho anh cái định hướng là D là số 0, đúng không? Nếu D của chúng ta còn y bằng 0, đúng không? Thì ngay lập tức mình sẽ thu được cái số có cái dạng là ABC0. Đúng chưa? Số có dạng ABC0, bây giờ là tôi chọn thôi. Nào, A có mấy cái chọn? A có mấy cái chọn ạ? À, A có 1, 2, 3, 4, 5 rồi. A có 5 cách chọn. B có mấy ạ? B có 5. B có 4. À, 4 chứ. C có 3. Đúng không ạ? Ok không? Như vậy là kết quả này 5 x 4 20 x 3 kết quả là 60 nha. Rồi mình sang trường 2. Được chưa? Mình sang trường 2. Có là nếu D của mình mà khác không? Được chưa? D của mình khác không thì lúc này cái số của mình nó vẫn là A, B, C, E thôi. Được chưa? Thì lúc này ta phải chọn từ D trước nhé mọi người. Được chưa? Chọn từ D trước. Thì D của mình có 1 và 2 cách chọn. D có 2 cách chọn. Đúng không ạ? Chọn xong anh em phải ghi luôn. Được chưa? Thì tôi ghi luôn cho mọi D. Ví dụ tôi chọn là số 4 nhé. Được chưa? Nào bây giờ tôi chọn sang A này. A có mấy cách chọn ạ? A có mấy cách? 1, 2, 3, 4 đúng không ạ? A cũng có 4 cách. Đúng chưa? Thì A cũng có chọn không? Tôi sẽ chọn một số chỗ A. Ví dụ tôi chọn số 5 nha. Bây giờ B có mấy cách chọn ạ? B có 1, 2, 3, 4 rồi. B có 4 cách chọn. Tôi chọn một số luôn, tôi nhìn luôn. Rồi B sang C. C thì còn mấy ạ? 3 cách chọn đúng không ạ? Đấy, tôi sẽ nhân vào nhau đúng không? 2 x 4 là bao nhiêu ạ? Rồi nhân với 4 là nhân với 3. 2 x 4 x 4 x 3 3 x 3 x 6 x 9 96. Ok, anh em cộng cho tôi hai khả năng này vào. 60 cộng 96 là 456. Có đáp không ạ? Có đáp không? 456 nha, đúng chưa? Rồi. Đấy. Rồi như vậy là mình chưa được đến cái câu đúng rồi. Bây giờ này, từ câu 41 anh em bắt đầu ngồi làm việc của tôi đi xem nào. Xin mời anh em. Đấy. Anh ấy cái bài đầu tiên của hàng số thì có bài nào khổ như thế không? Tao không giải quyết người biết cái câu hỏi quả đạo của mình nên được chưa? Vào học thì học cho nó tử tế, còn không học thì thôi. Tao ôm chị học mọi người coi tử tế. Cứ làm hết những gì trong cái quyển sách này là được. Được chưa? Không cần phải học.
học những cái thứ cao siêu quá đâu. Quyển này đã rất là khó rồi. Rồi bây giờ làm việc nha. Từ câu 41 bắt đầu làm việc. Đơn giản này. Đây. Từ câu 41 bắt đầu làm việc đi. Làm chim không phải là cái đồ chơi. Họ làm là làm. Hai đều không đi qua giờ chị luôn làm việc cách gọi là nghiêm túc và đảm bảo hòa đúng rồi nhỉ. Gần hết chưa? Sắp hết rồi. Sắp hết rồi, mở mưa rồi. Đó là quyền luôn, mở cái tô, mở nó sách nhiều. Ừ, sách này đúng không? Em mang bảo sách đây. Làm tiếp từ cái câu 41 ở trang 70 cho anh em. Mở cái chỗ cái câu 41 này. Đáng câu 41 của người ta bao nhiêu? 1C 41 là 168 cái đề đúng rồi. 41 là 168 cái chính xác. Đúng. Rồi.
4 anh em là bao nhiêu? Là bao nhiêu? 42.000 đúng không? Đúng rồi, 42 là 42.000 đúng không? Chính xác. Rồi, thì cái câu này mình cứ theo cái thứ tự thì mình chọn thôi. Theo tự mình chọn. Ơ sao thằng này hôm nay nhìn thằng biết? Nghe anh chưa mày? Sao? Chưa bị ngủ đấy. Thôi, đi từ bên kia sang bên đỏ sang bên đây, nước tắt hết cả vào mặt mình, mình chưa bị ngủ. Nhìn mặt đang chiêu suy nghĩ. Cái đấy khó không vậy? Khó lắm không? Khó gì mày đi đâu học, học cô thì hay, mẹ học ở bên đây nữa, mày hay là bộ tiếng Anh rồi. Bộ tiếng Anh cũng quy tắc đến rồi, tên tính ra mỗi buổi. Vô một buổi học là 1 tháng câu. Thế mà không biết đến. Để chưa được không? Thế là vui vì anh đang sao nhìn mặt tâm cho suy nghĩ đấy. Nhìn mặt toán ra nó khổ đến cười tươi này không ạ? Bình miệng thế này. Cái gì? Nhìn mặt tâm khổ lên. Mặt giãn ra xem nào, nhìn như miền trình, dù em được hết không, mặt cũng nào phải giãn ra.
Nhưng cuối cùng là cũng lại phải đến được anh làm đúng không em? Câu 42 này, người ta yêu cầu này có bao
theo số chẵn này, được chưa? Chẵn nhé. Rồi gồm 6 chữ số khác nhau, 6 chữ số này khác nhau này, 6 chữ số rồi lại còn khác nhau. Chữ số đầu tiên là số lẻ, được chưa? Nha. A là lẻ. Rồi ok, thế thì mình viết tập 1 là chưa nhé. Tôi có ghi chẳng làm, tôi cứ viết đi. Nhạc. Tập 1 này, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vâng. Rồi 6 chữ số thì mình chọn nó có dạng là A, B, C, D, E, F nha mọi người nhé, được chưa? Đây là 6 chữ số, đúng không? Thế thì người ta yêu cầu này, số đầu tiên, đúng không? Đấy, số đầu tiên đấy, là số lẻ, đúng không? Thế thì chọn A trước luôn thì nha. A thì có này, 1, 2, 3, 4 và 5, như vậy là A có 5 cách, thì không? Chữ số đầu tiên là số lẻ, đúng không? Lẻ thì chỉ có nhá, 1 con này, 2 con này, 3 con này, 4 con và 5 con, có kịp không? Được chưa? Chọn 1 con ra bỏ đi luôn, chọn con này bỏ luôn nhá. Kịp chưa? Yêu cầu khác nhau nên là chọn khác phải bỏ luôn, hiểu chưa? Rồi bây giờ sang con F này. F nhá, bài này người ta yêu cầu là chẵn đúng không? Cho nên F này phải bằng tâm rồi nhá. F thì có đây 1, 2, 3, 4 và 5 đúng không? Như vậy là F cũng sẽ có 5 cách chọn đúng không? Rồi bỏ luôn con này đi. Bây giờ những con kia còn lại chọn dần lùi là xong luôn nhá. Bây giờ sang B này. B thì có 8 con đúng không? Đúng rồi, từ 0 đến 7 là có 8 con. B có 8 này, C có 7 này, D là có 6 này, còn E đúng không? E là có 5. Rồi xong rồi đấy, nhân hết vào nhau là xong rồi. 42.000 nha. Rồi đáp án là 42.000. Kịp không kịp? Có. Kịp không? Ok. Sao? Đơn giản đúng không? Đấy là câu 42. Ok chưa? Kịp không? Rồi mình có kịp không kịp? Kịp kịp không? Thôi cái này thì tùy anh em thôi, anh em làm việc thì chịu khó nào thôi. Chúng ta sang câu 42. Câu 42. Rồi, cho các chữ số từ 1 đến 9 nhé. Cứ bài tập 1 chúng ta là từ 1 đến 9 nhé. 1, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9 nhé. Tập 1 chúng ta sẽ có 9 cái như thế này. Người ta yêu cầu từ các số đó có thể lập được bao nhiêu số chẵn. Tính chất đầu tiên là chẵn, được chưa? Tính chất số 2 là gồm 4 chữ số, 4 chữ số khác nhau, được chưa? Chẵn này 4 chữ số khác nhau và không vượt quá 2011 nhé, được chưa? Tức là nhỏ hơn hoặc bằng 2011. Chẵn 4 chữ số khác nhau và lại còn phải nhỏ hơn bằng 2011 nữa, được chưa? Rồi thế thì bây giờ mình gọi cái số có 4 chữ số tất nhiên rồi, luôn luôn có cái dạng là A, B, C, D, được chưa? Ai giải được bài này rồi? Em. Bao nhiêu? 1 chân số 8. 1 chân số 8, ok, thế em giải như thế nào? Đúng rồi. Đúng đúng chính xác. A chỉ có một cách, đúng. A chỉ có một cách là số nào luôn. Đúng rồi, là số 1 luôn. Bỏ số 1 luôn thì bài yêu cầu khác nhau. Tiếp. Xong rồi. B có mấy? À B có mấy? D. À D à, ok, D. Chắc đúng không? Bài yêu cầu chắc thì D có mấy cách? D có mấy cách? Đến là 1, 2, 3 và 4 con, D có 4 cách, chính xác. Ok, thế thì bỏ đi cái con chẵn thôi, bỏ con này, được chưa? Rồi, nào, B có mấy? B có 7. B có 9 đúng không? Bỏ đi 2 rồi, B có 7. Ok, C có 6 xong, nhân. Đúng rồi, lấy 1 x 4 x 7 x 6 là 168 à. Ok, đáp án 168. Rồi, ok, hợp lý. Chính xác, A chỉ có thể chọn tập 1 thôi, đúng không? A không thể nào là chọn cái số khác được, đúng không? Thì bình thường người ta sẽ chọn là đến A bằng 2, đúng không? Nhưng mà con này hơi đẻo, không có số 0, đúng chưa? Không có số 0 trong dãy cho nên là chắc chắn là đầu phải là đầu 1, đúng không? Đấy, ok, hợp lý, tốt. Đúng rồi đấy. Cái này nếu mà nó có số 0 thì... Có số 0. Nó khác nhau thì nó sẽ... Không, đúng rồi.
có số không thì cũng không được luôn, nó vẫn là phải thôi, hiểu không? Tôi đúng rồi, chính xác. Chính xác, còn cái môn này có ý nghĩa một tí, không lý do rồi. Môn này bị quê gần trực gần trên lớp. Chẳng cần, cứ làm bài kiểm tra là được. Rồi, câu 44, tập lý, tốt. Câu 44 nha. Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nhé. Tập nguồn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, có thể đặt được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số này, 4 chữ số này, khác nhau này. Và là số lẻ. Và là số lẻ, ok. C. Thế thì tiếp lập thôi, 4 chữ số có dạng là ABC. ABCD, đúng chưa? Thế bây giờ người ta yêu cầu nó là số gì? Là số lẻ thì mình phải chọn D chưa? D có nào? D có mấy cách? 1, 2, 3, 4 rồi. D có 4 cách. Chọn ra một số thì mình bỏ đi luôn. À, chọn ra số này. Okay. A có 7. Đúng rồi, A có 6 hợp lý. B có 5. Đúng rồi, tốt. B có 5, C có nhân lại. 4, đúng rồi, nhân vào đi. 480. Bao nhiêu? 480. Ok, 480. Chốt 480 số. Dễ đúng không? Nào, câu 45. Câu 45. Có bao nhiêu cách xếp 4 người A, B, C, D lên 3 toa tàu? Có bao nhiêu cách xếp 4 người này, tên của người ta là A, B, C, D lên 3 toa tàu. Lên 3 toa tàu. Rồi chưa xong đâu. Mỗi toa có thể chứa 4 người nhá. Mỗi toa là chứa mắc 4 người. Được chưa? Mỗi toa có thể chứa 4 người. Nào, thế thì xếp thế nào? Có xếp không? Bài cuối rồi này, đi. Có 4 người A, B, C, D nhá. Và mình có 3 con tàu, có 3 cách xếp người lên tàu. Và mỗi toa để có thể chứa được tối đa 4 người. Chủ tịch là đúng nha. Không nhá. Có hai đi. Ở đây có đang nghĩ mấy chuyện nào. Có hiểu cái này đẹp rồi. Cái này là dùng chỉnh hợp bây giờ làm gì áp đi trong sách này nó chưa định là chỉnh hợp rồi chỉnh hợp là chỉnh hợp anh ơi chỉnh hợp là bài tiếp theo chỉnh hợp cái gì mà chỉnh hợp kể cả các chỉ muốn giúp cái gì thì dùng kể cả ngắn nghĩ anh chỉ là cái tổ hợp nó đều vẫn này chưa phải cộng thêm thôi nha. Bài này anh chị nghe tôi xem thì sao này nghe nha. Ở đây nó có mấy con tàu à? Ba cái con tàu đây, đây là ba cái con tàu. Tàu tất nhiên là cố định rồi, đúng không ạ? Tàu tất nhiên là cố định rồi. Tức là nhé, bốn cái người hành khách đấy họ đang đứng ở trên sân ga đúng không ạ? Được chưa? Thì nghe này, tôi sẽ lần lượt cho từng người nào một, cho từng người nào một. Câu hỏi anh chị nhá. Người A có mấy cái chọn con tàu? Người A có ba cái, đúng chưa? Người B có mấy cách ạ? À, tất nhiên là vẫn có bài thì chọn cái toán nào cũng chuẩn đúng không? Người C có mấy ạ? Ba. Có ba. Người D cũng có ba. Xong rồi đấy, hết rồi. 81 nhá. Có đúng không ạ? Người thứ nhất có phải có ba cách chọn không? Anh thích một toán này cũng được, toán này cũng được, còn toán cuối cũng được, yên tâm. Một toán chứa được mấy người cơ? Bốn người nhá. Cho nên kể cả này, kể cả bốn thằng này nhá, quý nhau quá ngồi hết vào một toa có được không? Được. Cái toa này chứa được không ạ? Có cái gì? Hiểu chưa? Nha. Người thứ nhất có ba cái chọn, người thứ hai cũng có ba cái chọn, người thứ ba cũng có ba cái chọn, người đến người thứ tư cũng ba cái chọn. Hiểu chưa? Ok. Hiểu chưa? Đi ra. Trời ơi, chỉ ngồi đếm thôi đấy, thế thôi. Ngồi đếm thôi đấy mà không, không sao. Sau đi lấy chồng. Đây thứ để quản lý. Chưa? Về ngồi anh đi nhá. Nhìn về
đi kiếm sức sống lắm. Chắc chết sâu rồi. Chắc chết sâu. Và hôm nay mưa gió nhỉ anh em nhỉ? Nhân 3 danh thừa, 72 x
Được chưa? Ok không ạ? Nghe nhá. Bước 1 rất quan trọng. Bước 1 tôi chưa xét ngay đâu. Bước 1 tôi chưa xét ngay. Và bước 1 tôi chỉ làm gì thôi? Lên kiếm hành thôi, đúng không? Và tôi chỉ chủ đích xem là cho nam vào hay là cho nữ vào. Đừng cho người vào luôn. Cho người vào luôn là tụt người là chết ngay, hiểu chưa? Cho người vào là sẽ bị tụt người đi là chết, được chưa? Nha, bước 1 khi em chỉ chủ đích trong đầu thôi là cho nam vào hay cho nữ vào, như vậy sẽ có hai cách, đúng chưa? Rồi sau khi mình chủ đích xong rồi, mình dự định xong rồi thì mình bắt đầu làm sao? Mình bắt đầu mình tống người vào trong đấy, được chưa? Bắt đầu mình tống người vào, đúng không? Khi mình tống nam vào thì có ba giai thừa cách, đúng không? Tống nữ vào cũng có ba giai thừa cách thì mình đổi chỗ cho nhau, hiểu chưa? Ok chưa? Rồi ạ. Đấy nhá. Hết. Rồi 72 nhé, được chưa? Rồi đấy là câu 46 và mình sang câu 47 nè. Rồi. Ồ, như thế này là như thế này. Câu 47 nhé. Ừ, thôi, câu 47 cũng thế thôi. Nam nữ thành hàng dòng sẽ kẽ đúng không? 72 nhé, được chưa? Được chưa? Câu 47 là gì đây? Chị. Ừ. À, chị. Nè. Trời ơi, tự thở lắm rồi. Câu 48 này nó lâu lại nhé. Cả rồi, ở bên lại. Nhìn mặt gọi là quên hết kể chia tay người yêu do tháng năm yêu. Yêu đúng một năm thôi. Mới một năm rồi. Đây con người này. Một năm rồi. Nhét mũi cụ dày. Cái mặt đã ngồi. Tao bảo ai đâu, suốt ngày suy diễn thân cùng. Ờ, mẹ có gì, có như gì đâu, mẹ nhắm thẳng vào tao à. Ừ. Chịu luôn. Thấy chưa? Cách tốt nhất ý, để cãi nhau thắng ý, là phải đặt được cái danh tính của mình đi. À đấy danh tính, bây giờ đã chuyển cho nó học. Chuyển sang ra học mấy bọn nhạc kia. Nó không biết mình là ai. Nó không nắm được top của mình. Không sao, không buồn đấy. Cãi nhau này không buồn. Rồi, câu 48 nhá. Xê. Ừ. Xê. Câu 48 nhá. Câu 48 là câu biển số xe hoặc câu số điện thoại được không ạ? Rồi, câu này quá dễ, ý bạn nhá. Nhanh. Bánh sao? Nó lặp lại, số lặp lại. Lặp lại cho mãi mình đánh người số A, B, C, D. Lặp lại. Đó, số điện cảm, số điện thoại. Được không ạ? Mày sẽ được cái này. Mày quên đặt chung đây là cái đó. Đây chỉ có 7 số thôi mà. Mày ớ ừ đấy. Có một chung số họ chung cái số. Cho cái số này. Chung hết mà. Chung hết mà. Chung hết mà. Chung hết mà. Yếu ấy. Ba chữ số rồi. Số của nó 42 đứa 7 đứa yếu. Làm từ 7 chữ trong A, B, C, D. Đó có nhiều vấn đề. Đúng không? Được 2 người. Đúng rồi. Đúng rồi. Mới đây các bạn trẻ em chưa thích nghi được. Em tưởng đến tầm là đạt thôi là đáng láo quá rồi. Người ngoài trận nó, cái sự chênh lệch nó không hề luôn. Chênh lệch gì ra? Rồi ra sao câu 48 là thôi, được chưa? Số điện thoại, chúng ta tập trung trên môi. Số điện thoại ở Củ Chi có 7 chữ số, được chưa? Có 7 chữ số. Được chưa? Có 7 chữ số nhá. Thế thì nó có cái dạng là A, B, C, D, E, F đấy rồi. G, đúng không ạ? Được chưa? Nhá, số điện thoại ở Củ Chi có 7 chữ số thì có phải là đúng theo mô hình này không? A, B, C, D, E, F, G. Tuy nhiên, người ta này, người ta chốt chặt rồi. 3 số đầu là 790, vậy anh sẽ xóa luôn. Đặt xóa luôn. Đấy, các mình đúng không? Ba số đầu người ta đã ghi chết rồi, 790 nhất hay không đổi được. Đúng không? Cái kiểu tỉnh bình thế thôi. Biển số xe đầu tiên nó phải là số 20, không thể đổi được. Được chưa? 790 có kịp không? Rồi, như vậy lúc này em chỉ cần chọn cho D, E, F, G đúng không? Ở thì bây giờ mình kích cho số nào đây mà trả được. Đúng không? Thì mình chọn được các số từ số 0. 0 đến 9. Đúng rồi, đến 9 đúng không? Từ 0 đến 9 có số. Có 10. Có 10, đúng rồi. Như vậy là D có 10 cách. E cũng có. Người F cũng có, người G cũng có, ở 10 cũng có nha. Rồi 10.000 số điện thoại được tạo ra, em hiểu không? Ok nhé, đúng không? Đấy nhé, và số điện thoại nó được lặp nhé, được lặp được chung thoải mái, nhớ chưa? Ừ. Đấy, thế thôi. Rồi, đấy là câu 48. Thí hiểu kịp không? Mẹ số điện thoại nó thiết thực nhất anh ơi, cái câu này không thể
Nhưng mà nó có 19 nè. Trong một giải thi đấu bóng đàn có 20 đội tham gia với hình thức thi đấu vòng tròn. Cứ hai đội thì gặp nhau đúng một lần. Được chưa? Nè, ta đối với cái câu 49 nha. C2-20. Câu 49 này, nè, có này. Vậy chưa? Vẫn chưa lần gì nữa. Hôm nay em rất tình, em trêu và khóc vậy thôi. Có hai lượng bài. Bài con điều tra em thấy cặp đấy đứa nào? Thôi, bạn ấy cũng thích cái đứa trêu không? Thực ra là bây giờ có khi Thái làm trong vòng tay của người khác rồi huyện bảo huyện tâm. Đâu, phải là thằng người khác ở trong vòng tay Thái. Anh xin lỗi nhé, bởi vì anh xin lỗi hắn, thế thì thằng đấy có khi nó không phù hợp với em đâu. Ví dụ bây giờ Huyền cao 1m65 đúng không? Đấy thì anh nhìn nó thằng kia em cạnh nhau ở đấy, anh nhớ 65 không anh? Thì mình chọn anh 1m70. Thôi thì thôi. Thái cao hơn 1m70 là trong Thái được tao Thái xuất ra. Dân tự mình nhỉ? À, 27 xong giờ không biết anh nào. À, 5. Nói thế thôi, chưa chắc đâu. Khả năng có khi đến chứ. Đến học hết cấp 3 phát có cưới luôn vậy. Mời mấy anh em mình đi. Đám cưới. Ờ, nó lúc đấy nó bắt à, mỗi đứa 5 chỉ vàng riêng. Riêng anh là 10 chỉ. Đám cưới 3 chỉ không, muốn đám cưới luôn đấy. Đám chỉ dám lấy đi 1.000 thôi. Tao nhìn cái chó lên 100 chỉ nhé. Tao 100 chỉ nữa. Tôi mua cái giặt vàng rồi lấy sợi sỏi ra giặt vào đấy. Tao nhìn bảng đi. Tôi chắc là mày đi 5 chỉ chúng ta cưới luôn này. Chỉ giặt vàng. Thì chắc không. Một chỉ còn chưa mua được. Đây là mồm. Chỉ giặt vàng. Ê, quay. Mua lại mày có thịt lợn 5 chỉ cho tao. À được. Mang 5 chỉ cho tôi. Thế là sau khi biết được mình không đạt. Anh nhìn đi.
nhau tới quyền được nhau tới nhau đúng không? Quyền bảo lấy chồng chưa lấy chồng đâu, không bao giờ lấy trước 25 tuổi. Rồi ok em câu tiếp theo này. Đang ngọc với Huy với con. Già rồi thì nó hay kén đấy. Già là như thế nào vậy? Thế nên là thấy anh nào ngon cứ cưới nó đi, xong rồi chờ nó chết rồi mình hưởng tài sản. Thấy không? Mấy thằng nó già là thế này nói mà, này nói mà anh đi đây luôn. Cô đẹp luôn. Lìa lìa đang làm chín chín tuổi. Không. Chín chín tuổi đấy, chuẩn bị sống dai mày. Em lỡ 100 tuổi. Đấy còn sức hơn. Cho năm 50 này. Từ các chữ số 1 đến 7 của năm 6 này. Chị ơi, nó nói thế chị ơi. Chị ơi, bỏ cái gái nó bổ không lưu ở đây đâu. Thế mày đi làm mày già mày ăn rồi xong rồi vừa lười vừa xấu cả nó lấy. Mày biết được à? Mày biết được là mày đang cho mày. Mình phải biết nói giảm, nói tránh. Đúng rồi. Thà không nói thật là hơn để nói cái câu hụt nó đau lòng nhau, đúng không? Mình chỉ là chiều cao hơi kiêm tốn đi thôi, chứ không phải là lùn. Không cao lắm thôi, chứ không phải là lùn. Chưa phát triển nên là có nghi hiểu không? Nói tiếp đi, đến giờ đi. Nói tiếp về. Ý tiên là vẫn có nghi hiểu đấy. Có mua, mua cho nó được. Mình cao thì có không? Nói đi. Hả? Mình cao thì có không? Nói nhiều ấy nhỉ? Tôi nhớ, thật uy nhé. Lúc đó là mày nhất, về lần sau ấy là không có tóc tay xoăn tít hoặc lòi như kia đâu, như thế chưa? Biết, bảo mà con trai bảo nó là như thế nào? Biết không? Nhìn mày rất bê bê, thật tốt hơn luôn. Nó đúng rồi. Nhìn chưa thằng tóc tay đấy. Ta là bê bê, ta là người bê bê. Mẹ sao như thế thật tay, ta mà làm ra trưởng có bê. Như thế. Anh nhìn mà khai thật mày không được bê. Từ đây cái số 1 là 16 nhé. Đúng rồi. Chỉ là bê bê chứ. Câu tự nhiên này, bé hư cột treo. Câu năm tư là số tự nhiên mà bé hư cột treo thì nó có một chữ số hoặc là hai chữ số. Ok, đang chơi là một. À không, đó là một chữ số. Một chữ số thì ta gọi là A, đúng không ạ? Thế thì A có mấy cách chọn luôn mọi người? Một, có 6 cách. 6 cách cũng chính là 6 số luôn, đúng không? Vâng ạ. Ok, chia làm 2 số. À, chờ là A, ba số, hai chữ số, nó 100 rồi. Thì nó là A, B đúng không ạ? Vậy A có mấy cách? A có mấy cách? A có 6. Đúng rồi, A có 6. Thế B có mấy? À, B cũng có 6, bạn này không yêu cầu khác nhau nhé. À, ừ nhỉ? Ừ, đấy, như vậy đăng nhân vào nhau thì được. A, B, 6 đúng không ạ? Vậy là còn là 6 cộng A, B, 6 là 42, có đáp không? Có. Có, là 1 đây nha, là 1 đây. 42 số. Không, cái bài này cũng nhìn nó không quen nhỉ? Bao nhiêu? 144, chốt A 144.
Câu năm 2 cũng khác gì anh ạ? Ơ thì quen đấy nhở. Nó chỉ tay từ lẻ chẵn cũng làm trong vốn anh ạ. Em anh không, nếu mà chẵn thì nó khác đấy. Chẵn nó có hay gì nhưng mà số chẵn thì bằng số lẻ chỗ này. Không không không, chẵn thì nó sẽ phải khác em ơi. Chẵn thì nó sẽ phải ảnh hưởng bởi số không, em nhớ chưa? Được chưa? Chẵn nó không đúng lẻ đâu. Chẵn nó phải ảnh hưởng bởi số không như thế này. Thôi à, ừ, nghỉ mệt mỏi quá rồi. 4, 3 ừ, mệt mỏi. Thôi nào, đâu, 52 điểm. Chết rồi, toàn thật. Không, tôi không biết bảo vệ nào đây. Biết là mấy ông hội đồng hỏi chứ có trả lời nổi không chứ. Vâng, là ý bề, 104. Cái gì hội đồng này? Tóm lại là có mấy cái bài toán. Mỗi cái bài toán như là nó vào khoảng độ 30 mấy trang. Mà thì chứng minh tức là giải một cái bài toán là 30 trang ấy. Thế bây giờ là thím đọc với thím hiểu hết cái đồng đấy. Cái bảng vệ. Sau đó là người ta có thể hỏi thím bất kỳ cái vị trí nào trong trong bao hệ này. Trong không phải trong những cái bài toán đấy. Ok, cái này chẳng hạn. Trong các bài đấy. Các trang trong các bài. Nếu mà trả lời được thì là đỗ, còn không trả lời được thì là chưa. Học lên một học vừa một bài. Ăn được khoảng đường 3 để bạn tốt nghiệp à? Ừ, anh sắp dùng hết tóc rồi. Anh cứ học vừa một bài, ra được một bài. Mình nghĩ là một chung. Ra được ngay rồi. Nào, tất dữ kiện như thế nó không 1, 2, 3, không, dữ kiện khác rồi. Không 1, à không, không 1, 5, 4, dữ kiện vẫn thế. Nhưng mà bên hỏi số chắc đúng không? Ừ, nên 16, vẫn chắc 4 đấy. Ừ, không 1, 2, 3, 4, 5. Yêu cầu làm chẵn này. Chẵn này. Bốn chữ số khác nhau này. Có yêu cầu khác nhau không? Có ạ. Có ạ. Ừ, khác nhau. Thế thì là A, B, C, D. Ok. Thế thì thôi, con này chưa có biến cố đối nhé. Được chưa? Chưa thử bằng biến cố đối nhé. Thế thì hồi nãy chúng ta làm lẻ rồi đúng không? Thì mình lấy tổng trừ đi lẻ nó ra chẵn cái gì? Chưa? Ok nha, thế bây giờ mình làm cái cố tổng nha. Tức là mình không quan tâm đến tính chất chẵn nữa. Lẻ là chỉ yêu cầu là bốn chữ số là khác nhau thôi. Thế thì mình gọi có dạng là A, B, C, D, đúng không? Được chưa? Rồi, nào A có mấy cạnh gì nữa? À, A có là 6 cạnh. A có 5 cạnh chữ. A có 5 cạnh, bỏ đi số này nha. B có mấy? B 5. Đúng rồi, B có 5. C có mấy? C 4. 4, đúng rồi. B có mấy? D 3. Rồi, nhân vào nhau hai cạnh. 300 rồi, lấy số này trừ đi 144 là ra được đấy. 156. 156, ok. 156. Có đáp 156 không? Có anh ạ, yeah. Ừ. Ôi, em giải theo hình thức lại ra trong đứa kìa. Chúng ta lấy tổng thì trừ đi toàn bộ nghỉ ạ, thì nó ra chẵn thôi. Vâng, đấy là bị cố đứa nhá, cho nó nhanh. Rồi, chúng ta ra câu 53. Câu 53 này. Sau tập A gồm 0456 từ tập A có nghĩa là bao nhiêu tự nhiên có 5 chữ số và chia cho 2 IA có nhờ số chặn của IA 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 chắc chắn đúng đâu em chắc chắn IA rồi yeah. Em bấm tính ra rồi à, IA ừ thì đúng rồi đấy 32 đúng không? Ok A chuẩn rồi. Ừ,
Mười giữa này học sinh mình vừa tập. Ờ, năm tư em ra bao nhiêu? Dạ, năm tư ra đấy. Năm tư ra á? Đúng rồi, sai rồi. Thế là năm nay ra? Đầu tiên là ta có là 6 học sinh và 3 thầy giáo. Thì ta đặt học sinh ra đầu thì sẽ có một cách. Và ta đổi chỗ tự do giữa 6 học sinh là có 6 giai thừa. Và đổi chỗ tự do của 3 thầy giáo là 3 giai thừa. Nên 6 giai thừa nên ta giai thừa bằng 4.320. Và chỉ có một cách. Thứ 2 chứ nhỉ? Thế thứ hai thì còn một cách nữa, thầy giáo phải lên đầu. Em nói rồi mà, còn sai sai chắc. Thầy giáo phải lên đầu nữa. Nó bảo C, C, C thôi. Ừ, nếu mà thầy giáo lên đầu thì tiếp theo là 2 học sinh, tiếp theo là 1 thầy giáo, 2 học sinh, 1 thầy giáo, 2 học sinh, 1 thầy giáo. Nghĩa là ý mày đặt học đặt thầy giáo lên đầu. Ngồi giữa 2 học sinh mà. Ngồi giữa mà. Ô, trùng ngay. Kỳ lạ được. Ý xe thì sao nó ế hương cho ông ta? Người ta yêu cầu này, có gì nào? Có 6 học sinh, 3 thầy giáo đúng không? Có bao nhiêu cách xếp? Có bao nhiêu cách xếp mà nó đã điều kiện là gì? Là các thầy giáo phải ngồi đâu? Các học sinh đúng không? Ơ nhưng mà em làm như cái bài quán của lễ. Cái bài toán xem kẽ ai à? Em làm như thế. Ừ. Thì sai rồi. Ừ. Từ gì lên? 2 nhân 2 nhân 9 nhân 9. Xếp vào bộ 9 chỗ ngồi à? Hay là xếp vào như thế nào? Ừ, 9 chỗ. À. 9 chỗ bị như này nữa này. Đưa đây. 2 nhân 6 nhân 3 ra cửa là chủ tịch là học sinh, thầy giáo học sinh như sẽ học sinh. Mày điên à? Thầy giáo ngồi giữa 2 học sinh mà. Người giữa học sinh à? Ừ, ôi, tôi không tưởng là người hai. Mày chưa vào. Chết. Chó này, cười. Cười lại đâu kìa. À, biết rồi. Mày lại chó. Cười lại làm con kia đi. Chó này, cười. Sao biết ra đây? Ngày nhìn sai, lôi tiếp. Tốt cấp 2 là chắc rồi. một thằng ngang sao cho này, mỗi một thầy giáo thì phải ngồi giữa hai học sinh nhé.
thực hiện bài tập này tôi làm công 321 như sau. Bước 1 nhé. Ừ, bài này tôi không quan tâm đến cái chuyện cái ghế ngủ như nào đâu nhé, tôi quan tâm này gì nhé. Em làm cái gì ấy? Không thể còn chưa có bách. Đâu đến xem nào. Có 5 chữ số, đúng chưa? Ừ, số nào, không đến chia cho bước 1 nhé, là tôi đến đây là... Xong xong chưa? Anh chị xong chưa? Câu năm bài nha. À, tập 1 này, 0, 4, 5, 4, 5, 6. Rồi, đây là tập 1 nha. Có thể lập được 3 con số tự nhiên này. Có 5 chữ số nhé. 5 chữ số, chia hết cho 2. Như vậy, trong bài này không yêu cầu khác nhau nhé. Không yêu cầu khác nhau, tất nhiên chọn thoải mái thôi. Nào, 5 chữ số thì có dạng là A, B, C, D và E. Đúng chưa? A có mấy cách chọn? A có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cách chọn. B có mấy? 7, C có 7, D có 7. Rồi xong, E này quan trọng vì nó phải chia cho 2 nên phải chắc đúng không? Rồi, cái E có 1, 2, 3, 4. Rồi, rồi nó đơn giản lắm, không như mẹ nghĩ đâu. Được chưa? Được không? Có 4 cách chọn đúng không? Rồi xong nhá. Rồi, 6 nhân 7 nhân 7 nhân 7 nhân 4. 8 nhân 2 đúng không? 8 nhân 2 đúng không? 8 nhân 2. Rồi chúng ta sang câu 54 nhá. Để thực hiện bài tập này tôi làm thông qua 2 bước nhá. Được chưa? Bước 1 là tôi xếp chỗ. Xếp chỗ cho 6 học sinh. Nhưng mà cái 6 học sinh này là xếp theo hàng dọc đúng không ạ? Còn hàng ngang được tùy nhé. Được chưa? Xếp chỗ cho 6 học sinh theo hàng ngang. Chúng ta học rồi. Có bao nhiêu cách ạ? Bao nhiêu cách anh chị? 6 này. Đúng rồi, có 6 dãy thừa chính xác. 6 cách này được quyền tự do đối chung cho nhau là 6 dãy thừa cách đúng không ạ? Rồi, thì lúc này tạo ra bao nhiêu khoảng trống các anh chị nhìn nhé. Có 6 người này. Được chưa? Đấy, có 6 người này. Một người nhá. Hai người này. Ba người này. 4 người này, 5 không? Người này, 6 người, được chưa? Đây không phải là 6 người không ạ? À? Đúng chưa? Đấy nhá, 1 học sinh này, 2 học sinh, 3 học sinh, nào tập trung lên đây không, không hiểu đâu. 1 học sinh, 2 học sinh, 3 học sinh, 4 học sinh, 5 học sinh và 6 học sinh nhá. Như vậy lúc này tạo ra tổng cộng là bao nhiêu khoảng trống nào? 1 nhá, 1 khoảng trống này, 2 khoảng trống, 3 khoảng trống, 4 khoảng trống và 5 khoảng trống đúng chưa? Đó, thì lúc này này, ngay lập tức sau bước 1 sẽ tạo ra năm khoảng trống được chưa? Phải còn năm khoảng cách đúng không ạ? Thế thì nhiệm vụ tiếp theo là gì? Nghe này, có bao nhiêu thầy giáo? Ba. Có ba thầy giáo đúng không ạ? Thì tôi chỉ cần chọn 3 trong tổng số 5 cái khoảng cách này tôi nhét ông thầy giáo vào, hiểu chưa? Xong để xong bước 2 nhé. Bước 2 này, chọn không phải là 5A. Được chưa? Bởi vì là ba ông thầy giáo đấy đổi chỗ thì nó lại ra một cách mới, được chưa? A là có quan tâm đến thứ tự, có quan tâm đến vị trí. Các chị hiểu không? Được chưa? Để tôi nói lại nhé. Đầu tiên là mình xếp chỗ cho học sinh đúng không? Đấy thì nó sẽ tạo ra mấy khoảng trống. Tạo ra 5 khoảng trống đúng không? Bây giờ nhét gì nào? Nhét đúng rồi, nhét các ông thầy giáo vào những cái khoảng trống này là xong, đúng chưa? Đấy thì ngay lập tức là những cái ông thầy giáo sẽ ngồi ở giữa hai học sinh, đúng chưa? Không nhận không? Nhét ông giáo vào đây là xong nhé. Như vậy này, cho 3 khoảng trống trong gì? Trong 5 khoảng trống, đúng chưa? Rồi, để xếp chỗ cho thầy giáo, đúng chưa? Để xếp chỗ cho thầy giáo, đúng chưa? Như vậy mình sẽ có bao nhiêu? A 3 của 5 cặp, đúng không? 6 thừa nhân với A 3 5 đúng C. 6 thừa nhân với A 3 5 là C. A 3 5 thì bao nhiêu? 43200 43200 ông mới nhét được gì ra ở đây? Năm cây ba này. Mày nhét này. Ừ đúng rồi. Đây cái đó y chang mà. Đúng rồi. Bốn là p, a chính là p. Mọi người hiểu cách xếp nó sẽ kém hay chưa? Alo. Ba của năm. Mọi người hiểu cách xếp chưa? Rồi à. Hiểu không? Hiểu không? Có. Rồi bài này là có quan tâm từ từ của ông thầy giáo nhé, được chưa? Có quan tâm từ từ của ông giáo đấy. Các ông đủ chỗ các ông giáo thì nó sẽ mới ngay.
xe cứ chạy 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 chó ấy cày 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 năm câu 55 này. Câu 55. Câu 55 với lại một liên đoàn. Hai đúng rồi. Em thấy chất xám mà không ra đúng rồi. Chỉ đúng không ạ? Như vậy là 5 cách. Rồi, tổng cộng là chúng ta có 10 thằng tất cả đúng không?
9 à? B có 8. À có 8. Ông chọn 4 tháng à, đây rồi. 4 tháng ở đây rồi đúng không? Thế ông phải loại đi 2 đúng không? Loại đi 2 ông còn 8 thôi. 8, 7, 6, 5, đây là 4 và đây là 3. Vậy nên là 4 thêm 8 lên 7 thì 6 lên 8 ra thừa, à có 8 ra thừa được. 8 ra thừa cái gì mà 8 ra thừa? 4 không thì 3.200. Ờ 43.200 à? 43.200. 403.320. 403.200. À ừ à, ừ nhầm ngu lắm số ạ. Bỗng nhiên 8 ra thừa. Ngoài như không có. Nay tao tính ra rồi nó cũng ra. 4, 8, 7, 6, 5, 4, 5. Anh ơi một khác nhau. Tôi cũng khác nhau thôi ạ. Đây là ừ, tao biết chứ mày. Con này con cho mày. Không phải đang vừa bảo gì. Chết cho hai báo. Còn hơi bên bẩn. Lại là có 6 như mày nhỉ. Sao cho số đầu chẳng. Ok, không con này xe đề em đi. Con này xe đề. Đúng không? Con này xe đề. Em viết đáp vào cho anh nhé. 4 nhân 8 nhân 7 nhân 6 nhân 5 nhân 4 nhân 3 nhân 5. Mày ý gì? Em viết đáp vào cho anh. Sao? Con này xe đề không? Ừ. Rồi, mình sẽ câu 57 đi em. Có bao nhiêu số tự nhiên? Anh vừa đi em này á, dép này là hít vào đầu mắt, anh vừa đi thó xong. Cũng được, chia sẻ cho mày bài ba. Không. Không mày bỏ ra xong này cho anh ghế được rồi. Không, 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 có bao nhiêu số tự nhiên đấy? Đi ra ngoài kia rồi, đi ra ngoài kia này. Năm bên chín bao nhiêu ấy nhỉ? Tôi biết năm bên chín bao nhiêu gì à? Đố của à, đố của mấy kia là bốn năm, năm bên chín.
á. Không đi. Bác à, hội đồng. À đúng rồi, anh hiểu. Anh giống bên đen. Nào, bây giờ mình thu lại nha. Câu 58 này, cho tập hợp A gồm những cái số này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, biết là nguồn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cho tập hợp như sao nhỉ? Làm sao chị? À, có số 8 chữ số nhé. 8 chữ số này. Có số 1. 8 chữ số khác nhau. Số 1, số 3, số 3. Xong chưa? Số 9. Trời ơi, mình đi phố ấy. 8 chữ số này khác nhau này. Lẻ này. Lẻ này. Không chia cho 5 này. Không chia cho 5. Nào, triển khai luôn nhé. 8 chữ số khác nhau. Lẻ không chia cho 5 thì cũng gọi luôn. Mỗi 5 đi thôi. A B C D E F G H có 4 cái. Được rồi. Người đi chơi. Tân đập chơi. Anh mà tính quốc ta là ta cứ lại. Ta chẳng có cái gì không tất cả như là mấy cái người mới chơi. Có cái gì đâu. A, A, B, C, D, E, F, G, H, 4, 8 chưa? H, 4, 8 người. Đi đây nè. Ta sẽ khống chế hai thông tin cùng lúc. Thứ nhất là lệnh ạ. Thứ hai là khống chế cho ăn. Lệnh với cả chạy và có thể đi cùng nhau được à? Chết rồi. Lẻ với cả không chia cho 5 ấy thì chắc chắn là kịch của nó chỉ có thể là 1, 3, 7, 7, 9. Đúng chưa? Có 9 đâu mà. Nó có 9 đâu rồi. Bây giờ, thế thì khác có mấy cách. 3 cái cách. Ôi anh ơi. Xong rồi đấy. Mimi có cả 8 người ạ. 8 là lẻ hả? À không rồi, 8 là lẻ hả? Mày đúc rồi ấy. Xong rồi, bây giờ chọn bộ thẳng cho vị trí cuối luôn nhé. Chọn luôn thằng 7 đi, xong rồi. A có mấy cách? A có 6, 3, A 7 cách 4, 3, 2, 1. Thế là xong rồi. Xong rồi đấy. 7 cách được, còn bao nhiêu? Thế nào chẳng nhận được 1, 5, 1, 2, 0. 1, 5, 1, 2, 0. Anh ơi! Mình có sao anh ơi? Nhân từ 1, 5, 1, 2, 0. Anh nghĩ mà anh sẽ bị thông cảm. Nào, tiếp anh đừng giấu.
Không, có gì đâu. Em bị trong lòng anh. Sai, cơ hội anh này nhiều hơn nên là khá là khó ăn đấy. Thế thế thôi. Cái gì đấy? Sao là sao là sinh sinh à? Cái gì đấy? Anh cứ bùa cho em đấy. Cái em nói. Cái gì? Chúa. Cái em nói. Sao lại cho mày đấy? Mày tóc đông lại là rừng. Có cái bồ cam ngon. Cái bồ cam thì ngon nhưng mà cái bồ này. Cái bồ cam tôi mở ra rồi. Đâu sẽ nặng cái này. Ôi dồi ôi, những cái này. Anh nói không chia sẻ gì ấy. Thực ra đơn giản khỏe cho thôi mà. Cái gì đó, cái mồm đúng rồi. Cái mồm đi xa đấy. Mồm đi xa. Mày nói là mày bảo hiểu không cho tao. Càng cái tội lỗi mọi làm gì đâu đúng không? Chả giải quyết được gì. Thế mày phải xem lại thôi. Phải xem lại mày xem được sao cho nên là cái chuyện là chẳng có cái thuốc nào mà nó lại ngon cả đúng không? Về mặt cái chuyện thuốc bò, thuốc bò này, thuốc bò, hoặc là kẹo cam, thuốc bò này, đấy là kẹo mẹ con người, kẹo cam nó gọi là thuốc bò này, có cái quả, thuốc bò với cam ngon lắm. Thế nhiệm vụ đâu bây giờ là gì? Nhiệm vụ đâu bây giờ là gì? Làm bài, đúng rồi làm bài thôi. Ô, kết quả sai rồi, sai lo. Bài dễ quá. Đúng rồi, bài dễ quá. Mẹ ơi, có ăn không? Không. 9, 3, 2, 6. Tao không tin nhỉ? Cái gì vậy? Đúng rồi, chỉ có tri thức là quan trọng thôi đúng không? À đúng rồi, cái này. 39 là mấy nhiêu nhỉ? Tiền là từ tri thức thôi. 39 việc, 39 là bảo mày núp được rồi đấy. Không còn gì cả. Bảo chàng lê chàng hà. Chàng lê chàng hà. Chàng lê chàng hà. Ui hổng hết luôn. Đưa. Tiền quyết định ý thức mà. Tiền chất quyết định ý thức. Tiền chất quyết định ý thức đúng không? Đúng rồi. Chỉ xa đi là mình phải nỗ lực kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền hơn. Sau này chó là mình đi vật mà anh đi vật cho anh chết đi vật mà anh ừ. Không, anh đến bằng xong anh sẽ bắt đầu tập trung kiếm tiền. Anh bỏ dự bọn mình đi kiếm tiền. Mấy em bà báo quả là... Đúng rồi, em bà báo là mình có số tự nhiên. Thôi, một hai cái số mình chia cho nó học xong đi ra ngoài bên trại kiếm tiền. Không cần vào sau được chỉ quan tâm đi đâu kiếm nhiều tiền hơn. Không làm sao với bạn cũng mua như vậy nên kiếm nhiều tiền mà nhưng mà còn phải buôn ma túy thì đương nhiên là có thể kiếm nhiều tiền nhưng mà vất vả hơn thôi. Đi buôn ma túy được 1 lần nó bảo là học theo buôn ma túy sao mà đi buôn 1 lần được. Thật ra là buôn phải buôn nhiều lần cơ. Mày mua 1 lần mới được rồi đấy. Chú khi mày thực hiện khi vũ tươi bao buôn rồi buôn trong của bao tiền không có một lần được buồn có nhiều lần đã buồn 1 lần là sẽ có lần này không các bạn đã thêm 1 lần thì em lấy đâu ra hàng mà ai thì nó sẽ nhập hàng mà em bán mày làm ăn buồn phải buồn nhiều mới có giá sỉ nó phải từ đâu đi lên chứ không phải là 1 cái mà có thể ấy được luôn. Đấy sao đầu tiên là mình sẽ buôn bán những vật dụng liên quan sau học là tao đang qua đi buôn ma túy mày bán được mày bao nhiêu ra lại ngu như mày tao là sư bằng giới cũng có ngu anh nghỉ đồng chứ do nếu làm sư bằng giới thì học là tao đi buôn ma túy thì bắt chúng mày ra bao nhiêu ra tao sẽ bao nhiêu cho mày lần đầu và lần cuối lúc mày được đi buôn đầu tiên nó sẽ bắt mày không. Sau khi bố vũ được anh thì đồng tiền thao hổ của mày rồi bố sẽ bắt đầu tố cáo mày ra. Đồng tiền thao hổ tôi không nhận thằng này tôi chưa từng gặp nó. Tôi tôi
rồi. Mày vui cái cứ này. Đi ai mình nhìn cho tao rồi. Không biết chân của cháu là mày mà. Tao chưa nhìn cái bao giờ. Linh bị đầu mũi. Hắn phụ công tôi kiện tên 10 năm tù. Có mà anh treo giải à, treo. Ôi sao hai năm chúng mày một đứa phân công, một đứa học luật, một đứa đi học ngành kế toán đi, sau đứa kia đi tù thì ra là chính là lúc tao cái tôi nghĩ lấy nhiều gì à, lấy nhiều gì à, cái đi thành phố. Anh ơi, giờ không biết nên học ngành kế toán hay vào cùng sống. Khó đấy. Làm kiểu chưa bao nhiêu lâu rồi vào kế toán tham mô tí thôi. Về thôi. Nhưng mà em về làm cái gì? Em về làm gì không được. Không, nhưng mà ý là kiểu anh chưa vô. Vui học ngành kế toán đi học. Cái lý do của em để cho mẹ đi. Mày học ngành kế toán hợp nhất với mày đấy. Cũng nhớ mẹ luôn. Cứ tiêu. Tại sao? Anh tiêu lắm. Sau chủ trả lương mày 30 triệu một tháng. Mày làm được 2 tháng thì đi từ vừa vừa. Đó. Em phải đi rồi. Tao hỏi là chúng mày hơi vô tư rồi đấy.
hỏi đi em đồng hồ. Này, em đang đẹp hay nó? Lầm luận, đúng không? Em phải có là cái phần lầm luận. Mày tiên là chuyện chưa có hoàn thành. Chưa có hoàn thành. Chưa có hoàn thành. Giỏi quá. Cái việc anh ở đây đến cái mặt này nó là thuyết phục người làm người tốt. Khổ lắm nha. Em không thể thuyết phục anh là từ bỏ làm người tốt trở thành người xấu thế được. như thế gọi là làm. Thế này, anh đấy là bản năng của người là có thể thuyết phục được. Cái không, bản năng của không, đấy là bản năng của mấy thằng trai gái anh. Hợp lý anh ạ. Rồi, cái chính kiến đây không phải là trai gái nhưng mà trai gốc nam. Ôi trời, hẹp nhầm đấy. Đi chị. Con người có bản năng mà. Tôi nói bản năng tôi thực sự. Cái gì là không có cái tốt cái xấu của nó nhé. Ví dụ bây giờ chị rút tay của điện, đúng không? Chị thích theo bản năng là chị sẽ rút tay ra. Tập đến lý trí cả bốn. Cái này là lý trí. Lý trí nó quay lại chết dần. Chết rồi. Đấy, lý trí nó đấy. Là cái con lý trí để nó thực tử ra. Chứ là mày nói cho cả lời ảnh đấy. Sẽ có những cái thứ mà nó gọi là phản xạ không điều kiện nó sẽ là nhanh hơn. Thế bây giờ đây là ví dụ nha. Nếu có cái ô tô nó có khi thì chắc phải như này. Theo phản xạ mày phải nhảy ra. Mà con động vật nó cũng biết nhảy ra. Nhưng mà theo ý chí của mày thì hay là phải định đấy mày. Còn theo ý chí là phải quyết định sẽ là vận tốc bao nhiêu. Mày bảo theo ý chí của mình. Sao mày định lên mua cho tiền. Thế mà đi nhảy cầu nhảy xuống. Theo ý chí nó bắt mình nhảy xuống. Nhưng mà khi xuống rồi thì nó bơi mà. Thế đây vẫn năng lý trí. Mày nói đùa tao. Đâu các thế anh chưa. Đây có phải là bản năng nữa nhỉ? Đấy anh em kể luôn nhỉ? Nó là bản năng. Thế mày có hiện chung mày tăng dần dần. Nó có là bản năng đấy. Bình thường họ phải có cái nước chuyên dụng nữa chứ nếu mà lau bằng cồn là đầy quá.
lau khô ấy, lau khô. Không cần. Kệ nó chỉ con trai hay quan trọng gì. Cứ kệ nó. Quan trọng gì anh ơi, trai làm gì nó chả có tác dụng gì hết. Ừ, cứ chứ quan trọng gì. Rồi anh em mình học về tiếp đi. Rồi sang 41 rồi sang. Rồi sang tiếp tục. Câu hỏi của tao này ạ. Rồi đã. Câu 61 hôm đấy cũng không có đau ạ. Của em cũng toàn là hàng nghìn đi. Câu 61 là hoặc là ít nhất phải mấy trăm. 61 không có đau là có lắm anh ơi. Nó em đảm bảo chắc chắn là trên hết 100 à, trên tất cả các bạn này không có nào lớn hết. Sợ tất cả số cộng lại có mấy cái. Sợ mấy cái rồi thì 4 chữ số khác nhau. Và chia cho 3 thì có 2 trường hợp là không có 4. Tôi có 2. Không, 3, 6, 9. Mấy nhịp, có 61 mà. Em có chia cho 3. Có 9 chó rồi, có chia cho 3 mà. Có 9 chó rồi. 9 chia cho 3 là ngu ấy. Có 9 chó rồi, cho tập hợp, cho tập hợp. Người chuyên nghiệp rồi, cùng lắm chỉ 6 rồi. Mẹ chết đâu rồi. Em không biết chơi game là gì cả. Em không biết chơi game là gì. Thực ra là... Chơi game là gì nhỉ? Mẹ nói mẹ có biết ngựa mù không? Không. Không như... Tôi... Mấy sư bảo trời mấy em chẳng rồi, mấy này mới cao thủ. Anh trai anh có tải cái trò gì nhỉ? Liên minh à? Ừ, liên minh. Liên minh. Chơi 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 mấy tính thế này nhưng mà anh chơi ngu. Anh chơi vui không? Hãy chơi thì anh chơi được thứ 2. Chơi được mình phim. 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 Vượt qua con cá. Mày phá cái máy đó. Đó, em không sáng 10C đúng không? Nhân nhân. Anh mở một cửa cho em mạnh. Đúng rồi. Sẽ phải bảy vượt qua con cá kìa kiểu vậy. Nhạc mà. Tạm đi. Bằng 100. Sai. Hai nhau. Có đắt cũng chó. Thôi học đi, mày cứ bẩn. 6 nhân 5. Ừ, sao? Sao? Nhìn nào? Không, tao không xem đâu. Nhìn nào? Ừ, người. Có à? Không. Mày. Nào, mày tính là... Mọi phép tính mày nghĩ ra đều tao đã bị qua hết rồi. Nghe nào? 65 nhìn 4. 65 nhìn 4. Chào đây. Nhìn nào mọi người? Ô, tiếp đi. Tôi... Cười ghê.
cười phát nào sợ phát đấy. Sợ phát đấy. Anh ơi, ở lại đi anh, em đi ở lại đi. Đi về thôi. Không, ở lại đi về. Không về. Ôi về đi về, vui sớm em muốn học thêm nhưng mà cứ về về rồi. Em đi về à? Biết quá. Biết thật. Về về nghỉ thôi. Bồi gì? Bồi dưỡng sao? Bồi dưỡng sao? Còn 6 ngày nữa thôi. Con có ngày chuẩn bị đến lúc cho em cái rồi. Sao kiểu mẹ ăn đấy, ảo thật đấy. 6 ngày nữa là Vũ không không trả lên được cậu. Bắt đầu Vũ bây giờ cấp 2 rồi. Bây giờ ơi, nó còn quá. Nó bây giờ vẫn chưa lên nha. Gà đấy. Tao rồi hôm nay mày làm bố xuống ai sao. Này chơi đến đúng mày trận. Ta chơi một trận chơi thua là do nó. Một trận thắng hòa. Ta chơi chục trận là ta lên được tinh anh 1.